Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2022. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 35 nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình về kinh tế, xã hội và các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đáng lưu ý, đây là kỳ họp sẽ thông qua nhiều nghị quyết nhất, trong đó có đến 13 nghị quyết về phát triển đô thị và có một nghị quyết về xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh xung quanh vấn đề trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. Câu hỏi đầu tiên, xin ông cho biết là một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội trong thực hiện nghị quyết Hội đồng tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Trước tiên thì cái tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thì nó đạt 3,83%. Thì trong đó thì cái quý 1 thì đạt là 1,25%, quý 2 thì nó đạt là 6,45%. Thì tuy rằng cái tốc độ chung thì nó chưa đạt theo tinh thần nghị quyết, nhưng mà về cái tốc độ tăng trưởng như vậy thì nó phù hợp với cái kịch bản về phát triển kinh tế xã hội. Nếu như từ đây tới cuối năm chúng ta tập trung quyết liệt hơn nữa và chúng ta triển khai các nhiệm vụ mà nó đạt cái tốc độ tăng trưởng khoảng 13%, thì coi như là cái nghị quyết của năm 2022 chúng ta đạt được kết quả như cái chỉ tiêu đặt ra. Cái thứ hai là về cái thu ngân sách, thì cái thu ngân sách mà chỉ tiêu trung ương giao thì chúng ta đạt gần 5.300 tỷ đồng, đạt khoảng chừng 52,5%. Về cái chỉ tiêu mà địa phương phấn đấu thì chúng ta đạt trên 5.625 tỷ đồng, đạt 49,5%. Với cái tình hình như vậy thì phải nói rằng cái kinh tế xã hội của tỉnh thì đang có cái phục hồi tốt. Trên gần 100% cái doanh nghiệp đã trở lại hoạt động ổn định. Chúng ta đã triển khai cái khởi công cái cầu Rạch Miễu 2, rồi giải phóng cái mặt bằng khu công nghiệp Phú Thuận, thì đến giai đoạn chót là dự kiến cuối năm thì chúng ta sẽ bàn giao cái mặt bằng khu công nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Rồi chúng ta triển khai 4.000 hecta nuôi tôm công nghiệp, 5.000 hecta đô thị ở thành phố Bến Tre. Rồi triển khai các cái dự án điện gió, rồi chúng ta chuẩn bị cho đầu tư các cái thủ tục để đầu tư cái tuyến động lực ven biển và cái cầu Đình Khao để nối Bến Tre với các cái tỉnh trong vùng. Trong cái lĩnh vực văn hóa xã hội thì phải nói rằng chúng ta triển khai cũng đạt nhiều cái kết quả đáng kể. Tình hình dịch cúm Covid thì được kiểm soát và cái tỷ lệ mà dân tiêm phòng thì đạt cái kết quả cao. Cái công tác chăm lo sức khỏe nhân dân thì được quan tâm. Các cái chế độ chính sách đối với người nghèo, người có công cách mạng thì được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Trong lĩnh vực giáo dục thì triển khai khá là toàn diện, đặc biệt là dạy nghề và tổ chức tốt các cái kỳ thi như kỳ thi phổ thông trung học. Rồi trong lĩnh vực văn hóa thể thao thì chúng ta cũng triển khai nhiều cái hoạt động để góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần của nhân dân. Về cái quốc phòng an ninh thì cũng được quan tâm và đảm bảo, góp phần quan trọng trong để tạo bình yên cuộc sống nhân dân và cái cơ hội để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư ở trên địa bàn của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình thực hiện nghị quyết còn những cái tồn tại hạn chế nhất định nào cần lưu ý khắc phục trong thời gian tới không ạ? Nói chung thì do cái tình hình cái dịch cúm Covid như vậy thì mặc dù chúng ta đã cơ bản ổn định nhưng mà nó vẫn còn có sự tác động rất là lớn. Rồi từ đó thì nó ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh tế xã hội. Cái thứ nhất là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế thì như tôi nói lúc đầu là tới giờ này thì nó chưa đạt được cái chỉ tiêu đề ra. Trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì chúng ta vẫn còn theo cái công nghệ truyền thống, vẫn manh mún. Sản xuất hàng hóa thì nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu thị trường cả về cái số lượng và cái chất lượng. Rồi liên quan đến công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, sau thu hoạch, cái thứ thì chúng ta cũng chưa được đầu tư đúng mức
dẫn đến vấn đề khó khăn trong vấn đề tiêu thụ hàng hóa. Các cái chỉ số về PCI, BABI và CBAT thì giảm đáng kể. Nhiều cái công trình dự án thì chúng ta triển khai chậm do cái vốn, do cái năng lực nhà đầu tư, đặc biệt là do công tác giải phóng mặt bằng. Rồi là cái đặc biệt là cái dự án cầu Rạch Miễu thì chúng ta triển khai cũng có chậm, do đó vấn đề mà ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu 1 thì vẫn còn xảy ra. Những cái khó khăn này nó đã tác động rất là tiêu cực đến cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Được biết là kỳ họp lần thứ 5 này sẽ thông qua 35 nghị quyết, thì xin cho biết là nhờ một số cái nghị quyết trọng tâm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Trong cái kỳ họp Hội đồng dân lần thứ 5 này thì Hội đồng dân dự kiến sẽ thông qua 35 cái nghị quyết. Sơ bộ có thể chia ra làm 5 nhóm nghị quyết như sau. Nhóm thứ nhất là các cái nghị quyết liên quan về các cái giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phân bổ vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước và các cái chuyển đổi về các cái dự án, gồm có 8 nghị quyết. Cái nhóm thứ hai là các cái nghị quyết về cụ thể hóa các cái quy định của Trung ương, thì trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, giáo dục nhân dân thì cũng có 8 nghị quyết. Cái nhóm nghị quyết thứ ba là nhóm nghị quyết về cái thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án thì có 2 nghị quyết. Rồi cái nhóm mà nghị quyết về cái xây dựng thành phố Bến Tre đạt đô thị loại 1 và các cái nghị quyết về phát triển đô thị ở khu vực thành phố Bến Tre và các cái huyện thì gồm có 15 nghị quyết. Rồi là các cái nghị quyết do thường trực hội đồng dân trình thì có 2 nghị quyết, bao gồm nghị quyết về cái kết quả giám sát khu công nghiệp Phú Thuận và cái nghị quyết về các cái nhiệm vụ giám sát của năm 2023. Từ đây đến cuối năm 2022 thì Hội đồng nhân tỉnh Bến Tre sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào thưa ông? Cái thứ nhất là phải tập trung cho công tác nghiên cứu, rà soát, đánh giá, phân tích lại cái thực trạng, cái nền kinh tế của địa phương. Đồng thời đánh giá về cái bối cảnh, cái diễn biến, cái sự tác động của bên ngoài để trong thời gian tới chúng ta có cái định hình lại cái nền kinh tế theo cái mô hình tăng trưởng và cái cơ cấu kinh tế như thế nào mà cho nó đảm bảo cái hiệu quả. Cái thứ hai nữa thì chúng ta tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, rồi quản lý sử dụng chi tiêu cái ngân sách hợp lý, tập trung mọi cái nguồn lực để triển khai 11 cái chương trình dự án trọng điểm của tỉnh. Cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta tập trung cho cái công tác quản lý sử dụng có hiệu quả cái đất đai, đặc biệt là đất công, tạo quỹ đất sạch, xây là phát triển cái không gian phát triển mới để làm sao thu hút được các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái khu cụm công nghiệp. Cái giải pháp nữa là chúng ta phải phát triển đồng bộ giữa cái văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh với kinh tế, và chúng ta lấy cái chất lượng cái cuộc sống của nhân dân làm cái thước đo cho cái công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.